Chiếc cần cẩu nặng hàng trăm tấn đang thi công công trình vòng xoay Mỹ Thủy, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh nhằm giảm kẹt xe khu vực Cát Lái vừa bất ngờ đổ sập khiến một nam công nhân bị thương vào khoảng 4 giờ sáng nay ngày 30 tháng 9 năm 2017. Theo thông tin ban đầu, khi đó chiếc cần cẩu mang biển số 62LA0133 đang cẩu bê tông thi công công trình tại vòng xoay Mỹ Thủy thì bất ngờ bị đổ sập. Sự cố khiến tay cẩu dài khoảng 15 mét đè lên một máy múc phía dưới. Phần máy cẩu bị lật ngang, đè sập một phần rào chắn của công trình tại vòng xoay. Lúc này, một nam công nhân đang làm việc tại đây bị thương, được đưa đi cấp cứu. Lực lượng chức năng phải huy động xe cẩu hạng nặng đến xử lý vụ việc, khiến giao thông qua khu vực ùn tắc nghiêm trọng. Hàng ngàn phương tiện nối đuôi nhau từ các hướng đổ vào vòng xoay. Đến trưa cùng ngày, lực lượng chức năng vẫn đang giải quyết hiện trường, điều tra vụ sập xe cần cẩu vừa xảy ra trên địa bàn.